Hôm qua ngày 3 tháng 9, thì các nhà điều tra của Pháp đã xác nhận mảnh vỡ từ cánh máy bay được tìm thấy bên bờ đảo Reunion tại Ấn Độ Dương, chính xác là của chiếc máy bay MH370 bị mất tích. Miếng vỡ được tìm thấy vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, và các quan chức Malaysia cho biết màu sơn trùng khớp với chiếc máy bay Boeing 737 bị mất tích. Các quan chức Pháp cho biết một kỹ thuật viên đến từ hãng công ty sản xuất thiết bị cho Boeing tại Tây Ban Nha đã chính thức xác nhận một trong ba mảnh vỡ được tìm thấy mang số hiệu của chiếc MH370 Boeing 777. Chiếc máy bay đã mất tích hồi tháng 3 năm ngoái trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, mang theo 239 hành khách và phi hành đoàn.